thân hình bốc lửa của chính sao nữ hoa ngữ trên thảm đỏ, cuộc chiến đỏ body gợi cảm trên thảm đỏ của địch lệ nhiệt ba, cổ lực na trác và các sao nữ khác trong Cbiz chưa bao giờ là hết hot. 1. địch lệ nhiệt ba, địch lệ nhiệt ba cao 1m69, cân nặng tầm 50kg, không quá gầy gò như nhiều sao nữ khác. Mỹ nữ Tân Cương có 3 vòng quyến rũ, đường công hút mắt, thân hình đồng hồ cát với đường công S-Line chuẩn mực được địch lệ nhiệt ba khoe triệt để trong những bộ cánh bó sát khoe vòng một và cách tạo dáng sexy. 2. Cổ lực na trác Cổ lực na trác cao 1m72 nhưng chỉ nặng khoảng 50kg. Người đẹp cũng đến từ Tân Cương này được khen ngợi vừa có diện mạo xinh đẹp vừa có thân hình mảnh mai chuẩn mẫu. Cô từng giành giải trong một cuộc thi tìm kiếm người mẫu và tham gia sàn các quát trước khi chuyển nghề diễn viên. Cổ lực na trác thường xuyên gây sốt vì thân hình không mở thừa trong chiếc váy bó sát hay hở bạo. 3. Nghe ni Nghe Ni có thân hình mảnh mai nhưng vòng nào ra vòng nấy, cô nàng thường chọn trang phục tôn dáng, hở vừa phải để khoe vẻ quyến rũ, nữ diễn viên thiên thịnh trường ca thường xuyên xuất hiện trong sự kiện với những hình ảnh đầy cuốn hút. 4. Cảnh Điềm Cảnh Điềm cao 1m67, vóc dáng nhỏ nhắn nhưng sở hữu vòng một nảy nở sexy, thường xuyên góp mặt trong tốt sao có body quyến rũ. Mỹ nữ Bắc Kinh vốn học múa nên thân hình dẻo dai, gọn gàng. Mỗi khi Cảnh Điềm mặc váy ôm sát hay khoe vòng một đều khiến dân tình mê mẩn. 5. Giang sơ ảnh. Giang sơ ảnh cũng là người có gu thời trang tinh tế, thanh lịch. Cô đang hướng đến hình ảnh mỹ nhân gợi cảm trong si biết. Bởi vậy Giang sơ ảnh thường xuyên lựa chọn những thiết kế cúp ngực khoe trọn vòng một gợi cảm cùng bờ vai mong manh quyến rũ, hay chọn váy xẻ đùi cao để khoe đôi chân dài miên man cùng làn da trắng nõn nà hút mắt người đối diện. 6. chung sở hy. Trung Sở Hy là mỹ nhân Sibis có tiếng về gu thời trang sành điệu và luôn thích diện các thiết kế khoe body gợi cảm, gương mặt gợi cảm hơi tây của Trung Sở Hy hợp với các thiết kế ôm sát, xẻ sâu, cúp ngực gợi cảm hay váy hai dây quyến rũ. 7. Đồng Lệ Á, Đồng Lệ Á thường xuyên xuất hiện quyến rũ trong sự kiện với váy ôm sát body lệch vai cúp ngực hay cổ chữ V sẽ sâu khoe khéo xương quai xanh và vòng một gợi cảm nhất, lợi thế là một diễn viên múa nên đồng lệ á có thân hình hoàn hảo, các thiết kế có thể khoe tối đa vẻ đẹp cơ thể. 8. Kiều Hân Kiều Hân thoáng nhìn thì có thân hình mỏng manh, thon thả nhưng thực chất lại sở hữu body bốc lửa, những thiết kế ôm sát, cúp ngực, váy đuôi cá luôn tôn lên làn da trắng mịn và thân hình chữ S của Kiều Hân. Ngay cả ống kính camera thường cũng không thể dìm được body ná thở của cô nàng. Trương Thiên Ái, Trương Thiên Ái trước đây có vóc dáng mảnh mai, nhưng hiện tại người đẹp này lại có màn lột xác với thân hình sexy tới mức nghẹt thở, hầu như sự kiện thảm đỏ nào cũng có thể bắt gặp Trương Thiên Ái với các thiết kế khoe triệt để ba vòng cực kỳ táo bạo.